Hello anh em, lại một clip mới trên kênh của Justova. Thì ngày hôm nay thì khi mà Event Update, mình sẽ hướng dẫn kỹ hơn về cái cách chơi Event Thanksgiving này. Đầu tiên là mình cũng đã ăn được 100 cái toolbox rồi. 100 cái toolbox của Event này là chắc chắn không thể bỏ qua. Và mình hiện tại cũng đã có ở trong tay là 120 cái vòi. Mình nói luôn về cái Event này là cái điều đầu tiên mà mình cảm thấy bất ngờ là vì cái lượng táo mà chúng ta thu hoạch được chỉ có 20 thôi, và nó limit những cái loại cây khác 90. Cái này sẽ khiến anh em tính toán rất là nhiều, nhưng về cơ bản chúng ta có công thức các ngày khác nhau. Khi mà chúng ta mở bốn cái nấu được bốn món ấy, ra được bốn món, thì nó sẽ mở một cái đơn đặc biệt cho anh em ở đây. Cái đơn đặc biệt là gồm những cái thứ này. Nếu như mà anh em không tìm ra cái đơn mà anh em cần thì anh em sẽ reset một lần, mất 50 game. Mất 50 game cho mỗi lần reset. Và anh em sẽ tìm những cái món mà anh em thích để mua. Có những công thức đặc biệt như thế nào thì ngày 1 không có sự khác biệt nào giữa ngày 1 và ngày 5, chỉ có sự khác nhau giữa phần thưởng của nó mà thôi. Là ví dụ như chúng ta đổi ở đây, anh em có nhìn đặc điểm chung nhé. 33 quả bí ngô là 30 vòi nước. Một quả bí ngô và hai suất cũng là 30 vòi nước. Cái này cũng là 30 và cái này cũng 30, lặp đi lặp lại ngày nào cũng một ô hết là 30. 30 nhân 4 là 120. Cứ ngày nào cũng vậy thôi. Bốn cái món nông sản, món đồ ăn mà anh em giao đều là 120 cả, đều là 120 hết. Cái nào cũng là 120, ở dưới hàng này là cũng 30 30 30 30, ngày 2, ngày 3 cũng tương tự. Cũng là 30 30, đều là 120, tổng 120 cả, tất cả đều là 120. Như vậy, nếu như mà anh em mở 4 món nông sản bình thường, 4 món ăn bình thường, cứ nhầm, 4 món ăn bình thường, thì nó sẽ mở cho anh em là cái cơ hội đặc biệt để chọn những cái order đặc biệt. Và cái order đặc biệt cũng là công thức tương tự, nó cũng sẽ là 80, 80, 80, 80 cái vòi nước chi phí đổ ra. Như vậy là anh em nếu như mà chơi, muốn ăn được 4 cái món hàng ngày bình thường và một cái món đặc biệt ấy, để em chọn một phần quà cho mình ấy, thì anh em sẽ tổng mất hết là 200 vòi nước. Để tối đa hóa cái event này, em không nên chỉ dừng ở artifact, ở mốc bao nhiêu nhỉ, mình quên mất rồi. Không chỉ nên dừng lại ở cái mốc artifact gọi là 160, mà anh em nên nhắm tới cái mốc là 200, thì nó sẽ tối ưu hơn so với cái việc đã chỉ ăn 160. Công thức như này, anh em thích phần quà nào thì anh em hãy chọn ngày hôm đấy để chơi. Ví dụ như ngày thứ năm, sẽ rất là nhiều anh em đợi ngày thứ năm bởi vì nó có thêm 20 cái toolbox cho anh em nữa. Hoặc có những người họ sẽ chọn ngày thứ hai bởi vì ngày thứ hai sẽ cho anh em 25 cái cuốc. Và mình có thể mình sẽ nhắm đến ngày thứ hai này bởi vì mình hiện tại cũng đang cần cái lượng nghỉ mũi màu xanh. Bởi vì nick mình anh em thấy mà, đây đang thiếu level rất trầm trọng. Và mình sắp lên voi rồi. Chỉ còn thiếu 100 thuyền về. Thuyền về cái là mình lên luôn. Có thể là thuyền về mình sẽ nghe ngay lập tức. Bởi vì sao? Bởi vì ở đây cũng mua 3 cái hòm. Đây là mạch nhá. Đến thật đây vẫn là mạch. Đây vẫn là mạch. Là 7 hòm mạch. Và ở đây có thêm 3 hòm cái đá tím nữa. Như vậy mình lên voi. Sau 2 ngày nữa hoặc là ngày mai là mình lên rồi. Thì có thể mình sẽ chọn giữa ngày 2. Anh em thích cái nào thì ăn cái thôi. Mình thấy ngày 2 có cả cuốc nữa thì em nên cân nhắc. Bởi vì 25 cuốc là cũng tương tự với một cái gói nạp bao nhiêu được 25 cuốc nhỉ? Tương tự với một cái gói 750, tức là 700.000, thì anh em nên cân nhắc ăn ngày thứ hai. Hoặc anh em nào mà nhắm ăn được mà xả thêm chip không cần ấy, thì anh em nếu thích toolbox quá thì có thể ăn toolbox được. Anh thấy mình nghĩ thì sẽ rất nhiều người chọn cái hòm thứ năm thôi, thì anh em phải đợi đến khoảng thứ ba tuần sau thì anh em mới có thể chơi. Nói công thức thôi, hàng ngày thì là mất 120, hoàn thiện các món, 4 món, phải mở 4 món thì mới mở đặc biệt. Như vậy là anh em thích chơi ngày nào cũng như nhau thôi. Mình thấy là đợi ngày thứ năm cũng hợp lý, bởi vì là cái lượng vòi nước của anh em thì khi mua gói những cái ngày là 100, đúng không? 100 cái vòi nước ở đây
và cộng thêm khoảng một chút chút ở đây nữa, cộng bên này nữa thì anh em qua khoảng mấy màn đấy, sông xanh thì anh em qua khoảng 8 đến 9 màn gì đấy thì cũng được. Với mở thêm một cái lượt mà mua cuốc thì cũng là 100 200, mốc 200 là vừa đẹp. Đấy, có công thức chơi rồi anh em ạ. Cứ làm sao đủ 200 chứ đừng dừng lại ở 160, 165 gì đấy, 160. Em đừng dừng lại 160 nha. Bởi vì dù sao ấy thì những cái vật phẩm ở cái order đặc biệt này đều rất là ngon. Mình đang phân vân giữa cái này. Mình đang phân vân giữa cái này và cái này. Thật ra thì Toolbox ngon nhưng mà mình chưa dùng được. Anh em có thể tư vấn giúp mình không? Mình thấy cái này mình đang rất cần vì mình đang có pet lên. Và Toolbox 100 thì cũng ngon. Ok, anh em có thể chọn những cái gì anh em thích. Vớt cái food 9 sao này giúp mình nha. Không mua, anh em chọn đi, food 5 sao này cũng vớt luôn này nha. Nó có công thức hết mà anh em. Nên là anh em nhắm cho mình. Đấy, như ví dụ như đây nhá. Cái này là 20, 20 nhân 3, 20 nhân 3 là 60. Và hai quả bí ngô là 20 nữa là 80. Đây, cái nào cũng là 80 hết. Em nhân như thế nào cũng là 80. Thì mình đang phân vân giữa toolbox và ấy. Nhưng mà cái vấn đề là mình chưa dùng được toolbox nhiều. Toolbox mình vẫn đang ở trong cái khoảng gọi là bao nhiêu ta? Toolbox của mình là bao nhiêu nhỉ? 1.000. Và con pet của mình nữa. Đây, con pet của mình cũng đang cần để được bú đây anh em ạ. Thì có thể là mình sẽ ấy cân nhắc đấy, thì tối ưu hơn cho anh em chơi free mà kiểu không muốn mua búa ấy, để đủ mốc, hay không 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 phải mua búa nhiều ấy, hoặc là sợ thiếu không phải quay chip ấy, thì anh em nên chơi ngày thứ hai để tối ưu hóa được 25 cái cuốc còn lại. Thì anh em hầu hết hãy đủ rồi vào mình vào mốc thứ năm để lấy thêm 20 tôn bóc nha. Đó là công thức ngày nào cũng như ngày nào thôi, cũng là 120 cho 4 món và 80 cho món đặc biệt. Thì chúc anh em cân nhắc, và đây là công thức để anh em chơi cái event này. Còn cái việc mà anh em nạp ấy, thì hãy cân nhắc ở cái gói gọi là nạp thêm, bởi vì số lượng táo anh em kiếm thêm chỉ được 20 thôi, lúc đấy em phải tính rất là nhiều. Như vậy event free cho anh em sẽ là một artifact và một artifact và 100 tool box ở cái gói mua này, 100 tool box ở gói mua này, và cái phần chọn thêm thì anh em có thể cân nhắc giữa những cái món vật phẩm mà anh em cần cần nhất ở nick mình là những cái order đặc biệt, thì anh em hãy chọn ra đúng cho mình nha. Đấy là cái công thức để chơi event này. Và bye bye mọi người, hẹn gặp mọi người vào những clip tiếp theo. Rất là dễ chơi.